Chọn hộp màu nào đây ta? Khó quá. Thôi chọn màu hồng cho nam tính. Chúc mừng bạn nhận được một ký sinh hí hí. Em chào anh rất mập. Ê thằng kia nhìn nhìn tao đập bây giờ. Dạ em xin lỗi anh ạ. Chọn cái nào đây ta? Like với bình luận giúp Tenge chọn với nha các bạn. À chọn hộp màu vàng. Chúc mừng phần thưởng cao nhất. Đi giúp anh rất thôi. Chết đi con bồn cầu ký sinh. Cảm ơn Tenge nha.